Bằng tam sao gì cả, không có cách nào khác. Phải có mẹo nó, anh em. Mẹo nó thì mình xử lý được. Đơn giản đâu. Không gì tạm. Mình chủ đủ cho bạn là nhẹ. Hỏi bạn là kéo xuống dưới chưa? Kể là thằng này 5-7 năm chưa chắc đã biết cái cách xử lý thì nó nhanh đến một thời gian. Quá tay mà thì tôi thấy này. Chỉ dây nhựa dây kia thì nó khó làm, khó lấy ra. Không. Căn này nhà anh tranh nhiều không? Em không mất tranh. Không tranh à? Em mua 8 triệu. Là 10.5 mét đúng không? Em đầu tiên em không biết đâu, em đi ra em mua đây. Chúng nó cứ đòi. Để xin em căn này 2 thì nó cứ đòi 60-70 triệu cơ. Tranh đúng không? Đúng rồi. Nhưng căn đấy nó mát. Dạ. Căn đấy nó mát. Đúng rồi. Em thấy căn này mát rồi. Mát, ngồi em đi không, ngồi em biết mà. Sau đó là... Ôi, lấy cái đầu ấy là nhét xong rồi. Lấy rong. Rong thì... Căn này nó là trên 18 nữa. À, thế là em vừa dùng vừa lấy hơi để lấy rong trong đấy. Cái đầu của nó. Hay. Nói chung mà tỷ lệ thành công của cao nhưng mà mình thao tác thì nó đúng không đúng chắc chắn. Cái này mình kể không dùng băng đan cũng được nhưng mà không dùng băng đan thì dân người ta kêu đấy bạn thấy không đây kìa đất nó phải đúng không. Cái này thì nó đo từ đá em đang dùng nó. Đúng rồi. Cái này nhá, căn này 10 trước 12 triệu ấy, về sau bán chậm như là chỉ có 10 triệu thôi, 10 triệu rưỡi. Còn thảo ma tinh cả gì nữa cả vậy. Anh làm một khu trong kia không?
trong nhà cũ đây, nhà cũ nó như nhau nhanh rồi vẫn không khác nhau đâu, nhưng ngoài này đắp lên gần một gần một hai nữa là đường nhiều, bên này nước sạch hơn nhiều, nước sạch ấy hết rồi đấy. Trong kia vẫn nước mặt, nước kia là nước Thanh Hà, vẫn là của nhà máy Thanh Hà trong đấy. Không đúng là thuộc cửa đá, cửa đá ngoài này là nước sạch sông Đà của công ty Nam Phong Nam Nam Hà Nội. Cái này nó cứ lỏng lạ ở việc à, rồi cái đấy để tiếp lại cho anh yên tâm nhé. Rồi rồi, ngoài kia thì cái này cũng lỏng lạ ngoài nó yếu mà anh. Vâng, thì nó nói chung không kết quả được anh.